sẻ cho bạn cách lấy cao mà mình sẽ chụp được những ảnh trên cao thôi nè. Thì mình chụp xong á, nếu mà mình coi mình thấy trên điện thoại hay trên tivi á mà nó nhỏ quá thì mình sẽ gửi ra thành bức tranh ha. Đây là mình gửi thành bức tranh nè. Cho các bạn xem nó là như thế nào ha. Lâm nè. Các bạn nè, bây giờ mình cắt cái rồi nha, mình sẽ lấy cho các bạn xem tình tấm nha. Cái này thì có quấn băng ở ngoài đó nên là mình sẽ cắt cái băng này được thôi. Bị chói sáng, cảm giác vô đây hơi mờ á. Mình sẽ tiếp một tấm bằng ngang để cho các bạn xem ha. Ngoài trời đang chuyển mưa nên là ánh sáng hơi yếu rồi em. Mình quay đây ánh sáng nó hơi yếu. Rồi giờ mình mở cho mấy bạn xem tấm này nè. Dưới ghế anh ngồi không? Như cái tivi vậy đó. Cái này là nằm ngang đó bạn. Đó, như tivi đúng không? Rồi bạn nào mà có nhu cầu mà chụp hình ảnh cái ngôi nhà của chính mình đó thì bạn nào có nhu cầu thì mấy bạn liên hệ ha. Mấy bạn nào khu vực gần mình nè. Đó. Thì mình sẽ tranh thủ mình được chụp. Mình gửi ra thành bức tranh để cho các bạn ha. Đây là tranh này nè. Cái đầu ngang. Đây là tấm ngang và tấm đứng. Cái này là nó có con sông nữa không? Mình lấy ảnh đứng nữa không? Dùng nó ra được cảnh đẹp nó bạn ha. Con này có con đường gần nhà nè. Nên là mình lấy luôn cái mình cái đường này nè. Nó rộng cũng quan nữa nè. Bạn xem xong cái phần cảnh này thì mình cho các bạn xem lại một đoạn video mình quay ở cái khu này. Mấy bạn thấy giữa ảnh và cái video thì mấy bạn sẽ thấy nó đẹp như thế nào ha. Rồi các bạn xem hết video, bạn thấy hay nhớ cho mình like và chỉ cần mình sẽ nghe. Ok. Bữa nay mình có dịp đi xuống nhà cậu ba chơi các bạn. Giờ mình sẽ bay vòng quay vòng cho các bạn xem toàn cảnh ở đây như thế nào nha. Ok các bạn theo mình nha.
up I ever take. Don't leave me here high and dry.